Hôm nay sẵn dịp làm cỏ ngoài vườn thì tôi phát hiện ở khu vực này có rất nhiều con trùng đất mà có nơi gọi là con dung. Thì các bạn biết là con trùng đất thì đối với dân quê thì rất là quen thuộc, tại vì ngoài việc nó những người đặc biệt các bạn nào mà đi câu câu cá thì hay đào những con trùng này để làm mồi câu cá rất là nhà, chẳng hạn chúng ta nè dùng để câu cá cá rô, câu cá lồng tông, và đặc biệt các bạn câu cá bóng hoặc câu cá trê thì cái mồi trùng này rất là nhạy. Thì các bạn biết ngoài việc mà con trùng ngoài việc làm mồi câu cá thì đối với bà con nông dân thì nó rất là có ích. Đôi khi chúng ta không để ý thì nhờ những con trùng này mà nó đào xới đất, nó tạo thêm cái chất mùn cho đất và làm cho đất rất giàu chất hữu cơ. Các bạn biết là những cái nơi mà đất mà có trùng thì đa số là nó ẩm ướt và nó không bị khô ráo, và những cái nơi mà đất như khô, đất bị đất đá, đất đất mà bạc màu thì không bao giờ có con trùng nào ở. Thì các bạn biết là con trùng nó ngoài việc đối với bà con nông dân nó là một cái sinh vật rất là có ích, đôi khi chúng ta không để ý, nhưng mà nhờ những con trùng này mà giúp cho cái đất thêm bạc màu và giúp cho cây cối thêm phát triển. Thì sẵn đây tôi đào cho các bạn xem một số cái con trùng này luôn. Đây các bạn thấy trùng này, con này rất là dài. Thì trong trùng thì nó có hai loại, cái loại trùng mà trùng to và như vậy người ta gọi là giống như trùng trùng hổ là trùng to dài, và cái trùng mà nhỏ như vậy người ta gọi là trùng kim. Vậy là cái loại nào thì nó cũng rất là tốt cho đất. Thì các bạn biết ngoài cái việc mà nó tốt cho đất cho bà con nông dân thì trong y học cổ truyền thì con trùng đất hay còn gọi là con địa long nó có giá trị rất là lớn đối với sức khỏe của người ta, sức khỏe con người. Đặc biệt các bạn biết là con địa long này nó có khả năng trị hạ sốt, đặc biệt là sốt rét rất là hay. Bên cạnh sốt rét thì cái con trùng đất này có khả năng để trị hen suyễn và hạ huyết áp, cũng như trị những cái bệnh mà liên quan đến co giật rất là hay. Thì các bạn biết những người mà đi đào rừng, đào tràm để ở trong rừng, mà ta trong rừng núi những cái khí độc, những cái chứa khí ở rừng núi thì ta luôn luôn những người đi đào đi rừng ta luôn có một cái lọ thuốc mà liên quan đến con dung đất để người ta phòng ngừa sốt rét. Đây thì các bạn biết là cách này khoảng chừng năm tôi có đọc một bài báo liên quan đến ở ngoài khu vực mà miền Bắc, những cái thương lái Trung Quốc đã vào Việt Nam để đi mua những con trùng để người ta về làm thuốc, thì dẫn đến là một số bà con nông dân ở miền quê ham lợi, ham tiền, đi đào đi kích dùng những cái máy, những cái bình để kích dung, ta đào xới nát những cái khu vườn tượng ở để kiếm những con trùng đất này để ta phơi khô, sau đó ta bán cho các thương lái Trung Quốc. Thì đây là một cái việc làm hết sức đáng tiếc. Thì bà con ta hết sức lưu ý là cái việc con trùng đất ngoài việc mà nó trong y học nó tốt cho sức khỏe, thì đối với bà con nông dân thì nếu chúng ta không để ý chúng ta tàn phá nó thì dẫn đến đất bạc màu, thì đất bạc màu dẫn đến là nó mùa màng thất bát. Thì cái này cũng hết sức lưu ý. Một cái người ta nói đây là một cái mưu kế hết sức hiểm độc của người Trung Quốc để tàn phá nền nông nghiệp Việt Nam, thì chúng ta hết sức lưu ý. Cái con trùng này nó dễ sinh sản, chẳng hạn đi quá trình mà chúng ta đào nó đứt ngang thì nó phát triển thành một con trùng mới bình thường rất là dễ.
Thì sẵn đây tôi đào, tôi chia sẻ cho các bạn. Tôi cũng không xử, tôi cũng không có bắt con chùm này làm cái gì. Đây. Thì cách này cũng khá lâu. Tôi nghe một số lời đồn là những người nấu hủ tiếu gõ thì người ta dùng dùng con trùng đất này để ta nấu nên nước rất là ngọt. Hồi xưa nghe rất là sợ nhưng sau này biết được giá trị dinh dưỡng của con trùng đất này rồi. Thì nếu mà chúng ta làm sạch thì chúng ta có thể sử dụng nó cũng hết sức bình thường. Đây các bạn thấy đi quá dài luôn. Đây. Và một số cái cơ sở nuôi trùng quế người ta dùng nuôi trùng để người ta làm thức ăn cho cá, cho thức ăn cho để nuôi cá. Còn ngoài bên cạnh đó người ta dùng những con trùng quế để người ta chế bào thuốc, những cái đó bào chế những loại thuốc để trị hen suyễn hoặc là sốt rét cũng rất là hay. Thì ở đây thì con trùng này một số nơi người ta dùng làm đào xong các bạn về rửa sạch bằng sạch ruột đã phơi khô rồi từ đó chúng ta có thể ngâm rượu cũng là bồi thuốc rất là tốt để giúp chúng ta bồi bổ sức khỏe cũng như bên cạnh giúp để hạ huyết áp cũng rất là hay. Thì ở đây tôi làm cái clip ngắn này mục đích của tôi là để chia sẻ các bạn là cái thông điệp của tôi muốn gửi là các bạn là trùng đất hay gọi là địa long là một cái loại sinh vật rất có ích. Thì nếu chúng ta nên bà con nông dân nên tạo điều kiện cho nó phát triển, nghĩa là nếu chúng ta không bắt nó để dùng với mục đích gì học hay là để câu cá thì chúng ta nên tạo điều kiện để nuôi nó, và từ đó nó sẽ rất có ích để giúp cho cái đất của bà con nông dân thêm màu mỡ và qua đó giúp cây cỏ thì phát triển. Thì sẵn đây tôi chia sẻ cách mà là nuôi trùng cũng rất là dễ. Sẵn đây tôi đào được mấy con này, mấy trùng này thì tôi sẵn đây tôi chia sẻ cách để giúp nó phát triển mạnh hơn. Thì là các bạn dùng những cái mụn như mụn dừa này, các bạn gắt lên, tạo điều kiện cho cái môi trường tươi tơi xốp cho nó phát triển. Rồi. Sau đó chúng ta đẩy lại những đất vườn phủ lên thì cái này khoảng những vài tháng sau là những con trùng này nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Có thể như các bạn thấy khu vực này cái đất nó nhiều chất mùn hơn, chất bóng hơn. Thì nhân dịp năm nay năm rồng, năm Giáp Thìn, đáng lẽ cái clip tôi làm đầu năm nhưng mà không có điều kiện, hôm nay nghỉ hè này tôi chia sẻ các bạn luôn năm Thìn kỷ niệm lâu để giúp các bạn có cái tầm nhìn, có cách nhìn thân thiện hơn với con loài con trùng này để mà qua đó chúng ta giúp cho bà con nông dân cũng như giúp cho mùa màng cây cõi càng thêm phát triển.